Đây là bằng chứng nha nha. Đó, cái bằng chứng cha đi làm rồi mà về con ở nhà cứ tha đồ cha ra con cắn hoài à. Mấy cái đồ để thấp thấp nữa cứ tha ra nó cắn nha. Đó, nhìn cái gì? Mình làm tội mà ấy cái gì? Đây nè, bao tay cha cắn rách mất tiêu rồi kìa. Làm cái gì? Đây, mới đi làm về, mới mua được trái mướp với thịt nha. Đây, mới mua được xe mướp. Đây, xe mướp bằng cây à, với thịt heo tre đang treo đó à, một cái tim nửa quả tim với trái cọc nha, chút mình xào rau nằm đó à, cắn tiếp cái gì đúng không, quay bằng trứng rồi đó, cà chớm là coi như cha bỏ đói vào đó nha. Bây giờ chuẩn bị nấu ăn cho đó, lại cắn cái khăn nữa, cái miệng nó không ngót mà nó không làm da non mà ha, cắn liên tục ha. Đúng không? Ừ. Rồi nói giờ tới. Đứng im, đứng im. Đứng im. Đứng im chai gọt cái làm gì mà lư chui nằm im. Còn quá chừng à. Để chai gọt cái mướp ra đây nấu cho nghe. Đó, cắn hoài. Thằng rồi vậy ha, vậy cho nên bị chai thằng lại đúng không? Để ngoài, thấy chưa? Để ra nấu cho mà ăn, thả ra vậy lông lá rớt cái đây nghe chưa. Đấy. Ngồi im chưa? Hiểu ngồi im, không biết ngồi chịu im. Nằm im. Đấy, có nữa à. Không làm ăn được cái gì với con á. Rồi, tha đây, mấy cái đó tha đây. Rồi mới cắn, dở, lắc cái gì rồi đem ra đây coi. Đúng không? Tha tới kia ăn à. Đúng không? Đó, kẻ nó đây mình cứ sắc đi. Nè, cho tiếp cục nó lên, thế tha cắn cho đã kìa. Đó. Đó. Ê, cái đó bùi trà. Mấy trái mướp non này chắc mình lấy luôn cái vỏ của nó, người ta kêu là vỏ ăn cũng tốt. Thử coi nếu không tốt thì mày muốn bỏ ra thôi, không được chứ không bỏ luôn cái nồi canh luôn á, cái nồi xào chứ mới mua đồ mà sao con vô đây xào luôn á, con đứng giòn ra. Đã sắc xong mình tiến hành để rửa chứ, rồi nhâm rửa lại à. Dạ xin muốn lộ không chán bà giờ thì đâu vẫn có chạy theo nè, nè ngồi bên cái khăn nè để cha nó làm coi, nó coi nó hồi lòng đó lớp cái đây không à, để rửa cho mướp cho sạch thấy chưa. Bà làm bà cầu thống nhận đấy. Bước mà nãy rửa rồi chỉ là mình sắt ra rửa lại sơ cho nó sạch thôi. Đó là hạt rất là luôn rồi. Mỗi con cao chứ để nó đem nó đứng nó làm đổ nè. Rồi. Cái này là thịt heo nha, à, cặp heo với cái cặp heo với là cái tim hồi nãy mua đây ngồi chưa. Heo với tim. Đó, đứng im không phá nữa thấy chưa, để cho cha làm á, con cái mâm nào cũng có con hết trơn hả, sao cái mâm nào cũng có cái mặt con hết trơn, cái mâm nào cũng có hết trơn á, để cho rửa rồi rửa cho sạch ra mang bây giờ xong rồi cứ ăn dưa ở vẫn là bé to đúng không. Đó là tao là tam phẩm gì tao làm gì mà làm gì nó nằm tép rồi. Đấy, không ai
chơi cái gì, nằm luôn chứ không, lên nó biểu rồi, má không lên đây, lên đây, buồn quá hả? Ừ, thấy cũng tội nha, không quan tâm nó nằm sướng thì cái mặt tội lắm luôn. Rồi rửa ba nước sạch rồi. Rồi xong, bây giờ sẽ tiến hành đi nấu nước. Thôi, giọt xuống cho cha đi nấu nè, nhanh ăn, má không? Sẽ sống không? Ăn luôn nghe. Hả? Rồi lại tha cái đồ giày của cha đi nữa rồi. Con thật ra vậy quá đi. Con biết con làm cái gì nữa đấy, rảnh quá hả? Hả? Nó lại tha đôi giày của mình nó đi nữa. Thôi mình tập trung vào nó ăn đi, kệ nó. Xào cái này thì chút cho nó chín. Này không biết nó cần nước không ta, chắc nước rồi chắc không cần nước rồi. Đây hành rồi nãy mới sắc rồi, mình không có hành lá cho nên mình chỉ có hành mấy à, mình chỉ có hành củ với tỏi nha, ớt nha, mình phi lên cho nó thơm thơm một chút. Cái này ở đây chút nữa phi lên thơm rồi bắt đầu bỏ cái này lên xào, xào cho nó chín đi nha. Mình lần đầu nấu món này đúng không mọi người? Tùy là nó chín thần thơm. Đấy, mình hai vợ chồng chia tay nhau xong mình ra phòng trọ thì tất cả mình đều học hỏi nha. Mình sẽ tự chế từng đưa món một mình làm để mình ăn á. Mình sẵn cho con ấy ăn luôn. Đấy, nó chân thành nó như nhảy vô lỗ mũi. Rồi mình sẽ bỏ nước vô sau nha. Cái này không biết là có bỏ thêm nước nhé. Cái bỏ nước mình sẽ kiếm thêm nước hả ta. Để chờ mình chút nữa xem. Cái xào không rồi bỏ nước hả ta. Để cho nó sôi chút nha. Để cho mình nước cho hết rồi. Hạt nêm đồ với gia vị mình nêm sau nha. Ở đây mình hay nêm sau chứ mình không nêm trước. Thì mấy cái đó hồi xưa mình đi học em nói là nêm vô trước nó nóng nó đặc hơn nha. Cho nên mình nêm sau. Chứ còn tàu dính thì mình mới nêm nha. Một cái nồi. Tàu dính này nó phá rồi. Thật ra hành béo con khoái biết cái đó bỏ ra rồi con cho bỏ đó cho ấy. Đây là cho một miếng nước mắm từ trước đi, nước mắm từ trước thì để cho nó đều ha. Rồi tức nữa là mình cho thêm tiêu rồi tức nó vô sau. Nhớ những cái nước mắm cho nó thấm vô mấy cái này nè, để chút nữa thấm vô nước nhiều quá sao nó mặn, thấm vô mấy cái tập này trước, mấy cái tim ra này, tim tập này, những cái tài nó chín rồi tính sau. Trong lúc mình xào đổ nó chạy ra đây, đó, nó tha đổ mình ra đây, cái này tha đồ vào tay của mình tiếp nè. Đây nó cắn này, đây nó nằm trên cái vỏ đó đựng nó luôn á. Chút nữa bắt con bỏ vô đó, khóa cửa lại luôn, con phải ra nha. Đấy, cái đồ vào tay của mình. Người gì đó mà quậy dữ không biết. Rồi, cắn đi. Rồi nay mai á, tôi mua đôi khác, không có tiền mua đồ ăn cho đâu. Thấy chưa? Đôi vào tay tập thể dục về á, mồ hôi xong rồi thơm quá hay sao, cắn ngon vậy ta. Ngon quá à. Rồi, xong, mất tiêu cái của tôi rồi. Thôi, đứt của cha, mau, lấy đuôi, mau. Lấy, đứt của cha mai mất công mua đôi khác mất mấy chục ngàn nữa. Đó, cắt rớt rồi, xong rồi, rớt mất tiêu rồi. Thôi, bực mình go quá chừng luôn. Rồi sau một thời gian xào thịt, nó thôi hồi nãy giờ, nó thấy hồi nãy giờ, cũng lâu rồi nha. Đấy, thịt này có thể chín rồi, có thể bỏ mướt lên được rồi. Mất tay mình cũng tập, mình sẽ dùng từ tay bỏ vô luôn.
xào mướp. Cái này là món cà tim xào mướp nha. Đó, cà tim heo, cái tim bò không có tiền mua. Thì bây giờ xào mới chín. Hồi nãy cắt cái ớt lắm mà bây giờ thay rất nhiều dưới ta. Bỏ đây chút nữa. Rồi, chút hết. Rồi, cái mùi nó nổ rồi. Đó, mình sẽ trộn vô cái trứng nè. Nó đầy quá, hồi nãy thấy ớt mà bây giờ thấy nó đầy lắm ấy. Trời xanh kia nó nằm dưới nó hồi nó nổi lên trứng con. Hình như là cho thêm miếng nước rồi, không cho nước không được rồi. Cho thêm miếng nước. Do nó khô quá, phải cho nước xong rồi nó cháy. Lần đầu tiên mình làm món này luôn á. Còn ngon ai ngon dở ăn dở. Rồi, giờ lại lại cho nó sôi chút đi cho chín mức. Rồi. Rồi, sau một thời gian nấu chắc cũng đã sôi rồi đây. Đó, chín rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi. Rồi nha. Rồi quậy cái cho đều ra. Mướp mà nó mềm nó cũng nhanh chín hơn. Cặp rồi này kia nó ấy. Bây giờ nếm thêm được mình phải bỏ cho nó một ít bột ngọt nha. Đấy. Mình ăn bột ngọt như mình bỏ nhiêu, mình ăn nhiều sơ sơ thì bỏ sơ sơ. Rồi, từ miếng nữa. Đấy, quá. Đây bột ngọt. Đây thức hạt nêm cà lo. Đó, hạt nêm cà lo, ai ăn nhiều bỏ nhiều, mình ăn ít mình bớt nha. Đấy, hạt nêm cà lo. Ngoài ra mình không bỏ đường nha, mình không ăn đường, cho nên mình chỉ bỏ thêm ít tiêu, cắt lên cho lấy hương vị thơm thơm. Rồi, đảo một cái nữa. Mà có thể là nó đều, cho nó đều món nha. Có chỗ có bột ngọt thì không có. Mướp chín nhanh xuống đây. Thì chỗ chá đều gia vị á, à, nó chín luôn rồi, rụt luôn rồi. Rồi mình tắt đi, để rụt mất. Rồi cuối cùng cũng đã chín nha. Đó. À, được, cũng đã chín rồi. Rồi chuẩn bị dọn cơm ăn thôi. Đây. Mọi người thấy cái món này mình xào nha. Đấy. Mướp xào tim cọc heo nha. Đấy. Nó ngồi dưới nó chờ nó. Đấy, chờ đó đói lắm rồi. Hôm sau chờ xíu cho ăn. Đó, mọi người thấy ngon chưa? Cái này mà nhậu quá cháy mà chết nha. Cái này hồi nãy mình nêm lại rồi, nó vừa ăn rồi nha. Trong này có thắng, có hành, có ớt thì kia đầy đủ. Hôm nay quên mua hành trái. Hành lá cho nên sử dụng hành cũ nha. Rồi bây giờ chuẩn bị chén thôi. Sau một thời gian nấu ăn xong rồi. Sau một thời gian nấu ăn xong nha, mọi người thấy ngon chưa? Ý, trà xanh rồi. Đây, 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 nguyên một tô luôn. Hai cha con ăn một tô luôn nha. Đấy, cái này là phần thưởng của mình nha. Con trà xanh là đậm gì không? Đậm gì hả? Thèm quá hả? Thèm đổ cái chén của con. Yeah. Chẳng có hay gì, nhìn tới lúc rồi. À, để cha ăn trước nha. Con có nấu rồi con ăn. À, để cha ăn trước nha. À, cha ăn trước nha. À, ngon không? Thôi, họ làm cái gì mà đói, thời gian nào. Ê, ê, làm cái gì vậy? Làm gì đấm lưng thôi à? Thơm quá chịu không nổi gì. Thơm quá đúng không? Thơm quá chịu không nổi đúng không? Đấy, thơm quá chịu lại cho miếng này, đấy tập nha. Đâu đâu rồi, biết ra là xíu cả. Để tới quá. Cho miếng cầm nha. Đừng có tha dùng nữa.
Wow, quốc khánh luôn. Rồi, tưởng là tha gì mới chứ. Ăn nha. Rồi, mời mọi người ăn nha. Mời mọi người ăn tối. Ở đây bây giờ mình ăn tối. Sao mình bỏ nữa rồi. Đó, không ăn tôi ăn à. Lại. Nhìn ngon. Ngon cũng được. Tây Nga mà nó ăn cũng được đấy. Không. Nói được. Ăn lúc nào cũng nhiều con cá đó. Còn còn miếng tim này, miếng thịt này, miếng thịt, còn miếng thịt này. Thịt đây, thịt nhảy cao đó là, phải ăn này, là chút mệt đó. Tự mình nấu ăn cũng ngon nhé. Từ từ lên tay nghề. Mình không dám để tôi dưới. Nó vậy nó làm cái đổ là phải ăn luôn á. Rồi tiếp tục cho nè. Sẽ ăn nhiều dưới trời. Ăn cơm dưới đó. Nhưng thịt không ai vừa nói. Thấy rồi hả? Nhưng biết à? Ăn gì mà nhanh quá. Cha chưa kịp ăn luôn á. Anh thủ ăn đùa vậy đó. Để nó ăn hết. Khổ phử nè. Khổ xà bá nè. Nướng hai chân nè. Chết rồi, dơ đưa đũa cha rồi. Có. Trả đầu ạ. Do con chưa rửa miệng. Thường á, ra. Nóng lên. Ra. Mắc cổ là gì? Tham ăn ngoài nước mà. Nữa hả? Nữa. Nó ăn gì nhanh như cái máy mà mình. Đưa đồ ăn cho nó ăn thì. Đây tiếp tục nè. Đây. Đừng có tha ra ngoài kia. Nóng, nóng. Nè. Đứng đây ăn đừng tha ra ngoài kia. Đúng đó. Cứ là cái tập chiên ra tha đồ đi cấp cái hồi quên cái kiến nó vô nó thui cha luôn thui đồ vô mấy vụ đi cấp tự nhiên trở tôi rửa ra ăn nó to ăn được ha cao không miệng cao thứ quá ai để mang chung không tiếp tục đúng không đập hai chân ra, mà, đây rồi tự nhiên đang bay biến yếu vậy chà, mình ăn tới đây cũng đã no rồi, nó ăn cũng đã no rồi, chắc mình sẽ xin phép tạm lại nha. Hẹn gặp lại mọi người trong clip mới. Mọi người xem kênh yêu mến, mọi người like ủng hộ giúp kênh được phát triển tốt hơn mọi người. Mấy ngày này ít lên clip cho nên kênh mình mất đi suất rồi. Cái gì mất mong mọi người ủng hộ nha. Rồi, hết cơm rồi. Hai cái bàn hết rồi còn gì nữa. Thôi, bye bye mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.